Xin chào bạn, mình có nhận một câu hỏi của một bạn nhắn tin qua fanpage và hỏi là bạn có một cái máy in HP M402 thì bạn sử dụng hai cái loại giấy, hai cái khổ giấy, đó là khổ giấy A5 và một cái khổ giấy A4, thì bạn hỏi cách để thiết lập cài đặt như thế nào để mỗi lần bạn ra lệnh in, thí dụ bạn in giấy A4 thì máy in nó tự động lấy giấy A4 lên in. Bạn in giấy A5 thì máy in sẽ tự động kéo giấy A5 lên. Nhớ các bạn. Tại vì bình thường nếu các bạn đặt giấy vào trong cái tray 1 này nè, thì khi bạn ra lệnh in, mặc nhiên cái khay này là cái khay ưu tiên các bạn. Mình có tray 1 và tray 2. Khi các bạn đặt giấy vào tray 1, nó là tray ưu tiên, nên là mặc nhiên khi bạn ra lệnh in thì nó sẽ kéo giấy từ tray 1. Nên để sử dụng được trong trường hợp mà câu hỏi của bạn hỏi á, là in giấy A5 thì máy tự động kéo cái khay giấy A5, in giấy A4 máy tự động kéo giấy khay A4, thì mình phải thiết lập cài đặt cái khay giấy tray 1 và tray 2 trên máy in. Tại vì trước đó mình có làm mà cũng một cái video á, là cái phần tray 1 và tray 2 á, mình set cái paper size á, là any size và any type nha các bạn, của tray 1 và tray 2. Thì khi in thì nó sẽ không có báo lỗi sai khổ giấy. Nhưng với trường hợp mà theo yêu cầu của bạn là vừa sử dụng giấy A4 và A5 thì chúng ta bắt buộc phải khai báo khổ giấy nha các bạn. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành khai báo khổ giấy cho tray 1 và tray 2. Trong trường hợp này mình sẽ sử dụng tray 1 là giấy A5, tray 2 là giấy A4 nha các bạn. Đầu tiên để set khổ giấy cho tray 1 và tray 2, các bạn sẽ bấm vào chữ OK. Sau đó bạn di chuyển đến cái phần System Setup, các bạn bấm OK. Rồi đây là Paper Setup, các bạn bấm OK. Rồi các bạn bỏ qua cái mục Default Paper Size và Paper Type ha. Các bạn đến phần tray 1, các bạn bấm OK. Rồi trong tray 1 sẽ có Paper Type và Paper Size. Các bạn chọn Paper Size. Máy đang đặt là Any Size, các bạn sẽ di chuyển qua trái qua phải, chọn mục A5. Sau khi chọn A5, các bạn bấm OK. Thì các bạn thấy trên màn hình có dấu chọn tích dấu sao ha. Thì lúc này tray 1 đang là size A5. Trong tray 1 có phần paper type thì các bạn chọn any type luôn ha. Tức là tất cả các loại giấy đều in được. Rồi qua tray 2, các bạn bấm OK. Các bạn chọn phần paper size. Rồi các bạn sẽ di chuyển qua trái qua phải gì cũng được. Chọn đến mục A4. Các bạn bấm OK. Rồi, như vậy là chúng ta đã thiết lập cái khổ giấy cho tray 1 là A5 và tray 2 là A4. Bây giờ các bạn lên trên máy vi tính, khi các bạn ra lệnh in thì mặc nhiên máy in sẽ tự động lấy giấy A4 hoặc A5. Nhớ các bạn. Và bây giờ trên máy vi tính, các bạn sẽ vào Control Panel. Việc đầu tiên là các bạn sẽ vào kiểm tra cái khổ giấy trong cái driver của máy in HP M402 nha các bạn. Bạn vào phần View by Printer. Một cái giao diện khác nữa là bạn select vào chữ View by Category, chọn Black Icons và chọn Device and Printers. Rồi, tại đây các bạn lít chuột phải vào biểu tượng của driver máy in HP M402. Bạn chọn Printer Properties. Đây là một trong những phần quan trọng nhất nha các bạn.
Các bạn nhớ kiểm tra lại trong cái khẩu giấy ha của cái driver HBM42N. Các bạn lít vào chữ reference. Paper size letter các bạn lít vào chọn A4. Apply. Ok. Tương tự như vậy ở tab Advanced Printing Default. Paper size letter các bạn chuyển thành A4. Apply. Ok. Ok. Các bước cần kiểm tra nha các bạn. Nếu trường hợp các bạn đã set khẩu giấy A4 rồi thì ok. Bây giờ mình có một file Word. Trước khi các bạn sẽ vào phần by layout để kiểm tra định dạng của cái khẩu giấy các bạn đang sử dụng cho cái file này. By setup. Paper. Đây các bạn thấy ha, đang được định dạng giấy A5. Rồi cái phần mà paper sort các bạn thấy ha, đang để là auto select, tức là khi các bạn ra lệnh in giấy A5 thì máy in sẽ tự động lấy khai giấy A5 mà in. Nếu cái file của bạn là giấy A4 thì máy in tự động lấy khai giấy A4 ở phía dưới này. Rồi, bây giờ tôi sẽ in thử cho các bạn xem bằng cách bấm vào file Dream. File này có 8 trang, tôi chọn in test thử, tôi chọn một trang thôi nha các bạn. Rồi, để vào kiểm tra lại printer property để chắc chắn với các bạn là tôi không có chọn không có trỏ vào cây. Mà để là printer auto select tự động chọn nha các bạn. Rồi, tôi sẽ bấm print. Thì lúc này máy in sẽ kéo tờ giấy A5 từ trang 1. Rồi, máy in ra có nội dung bình thường và không báo lỗi nha các bạn. Bây giờ tôi sẽ mở lên một cái file Excel hoặc Excel tương tự nhau nha các bạn. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra phần layout của bên file Excel, by setup, paper size A4. Ok. Gọi là lên file print. Tôi in test một trang. Tôi chọn bay 1 tu 1. Rồi, printer property. Kiểm tra lại phần paper sort, printer auto select. Tự động chọn khai giấy. Rồi, bây giờ tôi sẽ bấm print. Thì máy in sẽ kéo cái khai A4 lên in nha các bạn. Rồi, như vậy là tôi đã hướng dẫn chia sẻ với các bạn cách in giấy A5, A4 tự động trên cái máy in HP Laser ZRO M42N. Cách làm tương tự đối với những dòng 404 luôn nha các bạn. Đây, sẵn cuối video tôi sẽ thử cho bạn xem nếu các bạn không chỉnh khẩu giấy ở trong cái driver này thì chuyện gì sẽ xảy ra. Bình thường driver, cái driver này là của Windows tự nhận nha các bạn, nên là nó sẽ ra cái khẩu giấy là letter. Đây, driver của Windows tự nhận, các bạn nào muốn cài lại thì cài lại ha. Chọn cái HP Universal Printing ha. Ok, mình cứ để mặc định luôn. Ok. Rồi. Cái file này vẫn là giấy A4. Rồi bây giờ tôi sẽ in. Rồi, printer property kiểm tra lại, mình bước là mình kiểm tra thôi nha các bạn. Chứ thật ra khi các bạn đã setup xong rồi thì lúc này các bạn in thì vẫn in bình thường thôi. Rồi, bây giờ máy nó sẽ kéo chạy một in. Sau khi kéo chạy một in chạy lên. Đây, nội dung như thế này. Bị sai khẩu giấy nha các bạn, để các bạn lưu ý cho mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu bạn thấy video này hay hữu ích, hãy tặng cho mình một subscribe, một like, một comment và share video này để video này được đến với những bạn cần nha các bạn.
Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Chúc bạn thành công.